Chào anh chị và các bạn rất thân mến. Hôm nay món ngon mẹ nấu xin chia sẻ đến anh chị và các bạn món kem chuối túi mới. Qua cái công thức và cách làm mới này thì món kem chuối túi của mình ăn rất thơm ngon mà làm thì lại cực kỳ dễ luôn. Và bây giờ mời các bạn cùng vào làm món kem chuối túi với món ngon mẹ nấu nha. Đây là những cái nguyên liệu mình đã chọn để làm. Chuối thì các bạn lựa chuối sứ hoặc là chuối sim đen đó các bạn. Chuối nó chín vừa mùi là được, xanh quá thì chuối sẽ không ngọt mà ăn thì lại chát. Cho nên nó cứ vừa chín mùi là được, mùi quá thì nó nục cũng không ngon. Để cho món kem chuối thơm ngon hơn thì mình sẽ sử dụng hỗn hợp sữa dừa. Và ở đây là 700g nước cốt dừa nguyên chất. Các bạn có nước cốt dừa lon mình sử dụng đều được. 400ml sữa tươi không đường, các bạn dùng cái loại hộp hay bịch đều được. Và một hộp sữa đặc có đường. 30g bột năng để cho cái hỗn hợp sốt nó sánh lại ngon hơn. 50g đường. Thêm hai hộp sữa chua để cho cái món kem của mình nó dẻo hơn. Thì đó là các cái nguyên liệu để làm hỗn hợp sữa dừa. Và để cho cái món kem chuối thơm hơn thì các bạn sử dụng 200g đậu phộng mình rang vàng lên. Và cũng có thể thay thế đậu phộng bằng hạt điều nha các bạn. Thêm cả cái dừa rám này vào thì cái kem của mình ăn nó sẽ dẻo dẻo, bùi bùi, ngon lắm các bạn. Vì là kem chuối túi mà nên mình sẽ sử dụng cái túi này để đựng kem. Đặc biệt hôm nay mình sẽ sử dụng cái khuôn như thế này để ép chuối và cũng để định hình cái túi kem luôn. Cái khuôn này làm bằng gỗ nè các bạn. Và các bạn cũng có thể dùng cái mút xốp để mình làm cũng được. Nếu như mình không có gỗ thì cái này nó sẽ dễ cắt hơn. Thì đây là tất cả các cái nguyên liệu cũng như là dụng cụ để mà làm cái món kem chuối túi này. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng vào làm với món ngon mẹ nấu nha. Công việc đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn đi nấu cái hỗn hợp sữa dừa này nha. 700 nước cốt dừa. Sữa tươi không đường. Mình sẽ chừa lại một ít để mình pha cái bột năng nhé các bạn. Một lon sữa đặc. Các bạn chừa lại một ít sữa thì mình cho vào đây, vậy cái bột năng này nè nó sẽ không bị vón cục, không bị óc trâu đó các bạn, nó dễ hơn. Cho bột năng vào đây thì cái hỗn hợp sữa dừa này nó sẽ sánh hơn và khi mà mình làm kem xong ăn nó sẽ dẻo hơn đó các bạn. Các bạn bật lửa lên nấu nha. Mới đầu thì mình cứ để lửa lớn đi cho nó nóng nồi rồi sau đó mình sẽ giảm lửa lại. Nhưng mà khi nấu lưu ý các bạn nước cốt dừa là mình luôn luôn là phải khuấy nha các bạn. Bây giờ thì cái nồi của mình nóng rồi, mình sẽ giảm bớt lửa đi các bạn nhé. Khi mà cái nồi đã nóng rồi thì các bạn giảm lửa đi. Nhưng bếp của mình đây á, số là 2000 mình giảm rồi còn 800 nè. Các bạn nấu cái lửa nhỏ nhỏ liu riu thôi. Và lưu ý là tất cả các cái nước cốt dừa khi mình nấu là mình phải luôn luôn khuấy và khuấy theo một chiều là các bạn. Mình sẽ nấu cho nó sôi liu riu lên là được. Mình sẽ khuấy liên tục từ khi bắt đầu nấu cho đến khi xong thì thôi các bạn nha. Lúc này hỗn hợp sữa dừa của mình nó đã sánh kẹo lại và nó cũng đã chuẩn bị sôi rồi nè các bạn. Mình sẽ ngưng để các bạn nhìn thấy nó sôi nha. Đó, cái mặt nó lăn tăn, nó sôi lận là động đậy như thế này là được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp luôn nha. Và các bạn tiếp tục khuấy để cho nó nguội bớt. Hỗn hợp sữa dừa của mình sánh như thế này là vừa ngon rồi nè các bạn. Khi mà mình làm kem chuối mình cho vào túi nó không có bị chảy mà ăn rất là ngon. Sau khi nhắc xuống khỏi bếp rồi thì các bạn cho vào đây hai ống vani để cho thơm hơn. Các bạn không thích dùng thì cũng có thể không cho vào, không sao hết. Các bạn khuấy khoảng vài phút cho nó hả bớt hơi nóng thì mình sẽ cho da ua vào đây ha. Mình sẽ cho hai hũ sữa chua vào đây. Sữa chua này thì các bạn để ở nhiệt độ phòng để cho nó hết lạnh đi nha.
cho da ua vào đây rồi thì các bạn khuấy cho hòa tan đều với nhau nha. Rồi mình chờ cho nó nguội thì mình sẽ làm kem. Thưa các bạn, nước sữa dừa của mình bây giờ nó đã nguội rồi nè, rất là sánh thật ngon luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi làm kem chuối luôn nha. Thưa các bạn, tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Sữa dừa thì đã nguội rồi. Và đây là dừa rám. Dừa rám thì các bạn bào sợi ra như thế này nha. Đậu phộng thì rang vàng, sau đó mình đập bể ra làm 3 làm 4 ha. Và hạt điều cũng vậy, các bạn không dùng đậu phộng thì dùng hạt điều, mình cũng rang vàng và đập cho nó bể nhỏ nhỏ ra. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm kem chuối nha. Một bên đây giùm mình nha, rọc một bên như thế này. Các bạn cho trái chuối vào trong đây. Mình cứ nằm định hình nó ở ngay trong cái khuôn này thôi, rồi thì mình ép ra. Trái chuối nó vừa nằm trong cái khuôn luôn nè. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần cho sữa dừa vào đây thôi là được rồi. Một cái kem chuối như thế này mình sẽ sử dụng hai cái vá ăn lẩu như thế này các bạn nhé. Thì một vá như thế này khoảng 20g. Khi đến mình sẽ cho dừa vào đây. Dừa này thì mình cho chừng chừng thôi, các bạn có thể dùng nhiều hoặc dùng ít tùy thích nhé. Hoặc là không thích dừa hoặc không có dừa, các bạn có thể dùng các loại mứt đó cho vào đây cũng rất là ngon. Thì bây giờ là đậu phộng nữa. Các bạn trở việc lại ha. Tiếp tục cho sữa dừa vào mặt này. Và tiếp theo các bạn xếp cái phần thừa của cái bịch lại nha. Xếp lại như thế này. Và còn cái đầu này thì mình gập nó lại nữa là xong. Đây là cái kem chuối mình vừa mới làm xong. Nhờ có cái khuôn thì kem chuối được định hình ở trong này nó nằm rất là vuông vắn, rất là đẹp, làm cực kỳ dễ luôn. Cái khuôn gỗ này nếu mà các bạn không có điều kiện để làm thì các bạn dùng cái miếng xốp này nè. Cái này thì làm nó dễ lắm, dùng dao cắt cũng được không sao hết á, các bạn làm nó sẽ dễ dàng hơn. Thì cũng giống như cái khuôn gỗ, mình sẽ cho chuối vào trong bịch như thế này và mình ép thôi. Đó, nó nằm gọn ở trong cái khuôn này các bạn. Và mình tiếp tục cho sữa dừa vào đây. Kem rất là xinh xắn, mình vừa mới làm xong. Nhờ có cái khuôn nên một cái kem đẹp quá trời này các bạn, mà nó dễ làm nữa ha. Và các bạn cũng có thể cho vào trong một cái bình như thế này và chúng ta chế cho trong đây. Mình làm kem chuối bằng cái khuôn như thế này rất là tiện lợi nè. Hai bên đều có sữa dừa và đậu phộng cũng như hạt điều. Chuối thì nằm ở giữa. Khi mình cắn cái miếng kem ra, chuối vàng nằm ở giữa, kèm hai bên là sữa dừa, ăn thơm phức luôn á. Nó đều nhau, chỗ nào cũng có cái mình, khi mình ăn vào á thì nó đều có tất cả các cái vị luôn đó các bạn. Ngon lắm, thơm. Đây là những túi kem của mình đã làm xong rồi, rất là đơn giản luôn các bạn. Và bây giờ các bạn chỉ việc đem vào trong ngăn đá, tủ lạnh, ngăn đông các bạn. Và mình để từ 10 đến 12 tiếng sau là kem được ăn rồi nha.
Thưa các bạn, kem chuối của mình để trong tủ lạnh sau 12 tiếng nè, bây giờ mình đưa ra những cái vịt kem chuối túi rất là ngon và đẹp mắt này các bạn. Đó, bây giờ các bạn chỉ cần mở ra như thế này thôi là mình ăn được rồi. Hai bên đều có sữa dừa và đậu phộng cũng như hạt điều. Chuối thì nằm ở giữa. Khi mình cắn cái miếng kem ra, chuối vàng nằm ở giữa, kèm hai bên là sữa dừa, ăn thơm phức luôn á. Nó đều nhau, chỗ nào cũng có cái mình, khi mình ăn vào á thì nó đều có tất cả các cái vị luôn đó các bạn. Ngon lắm, thơm. Chúc các bạn làm ngon và thành công món kem chuối mà mình chia sẻ này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới.